chào mọi người nhá. Hiện nay mình đang có mặt ở tại vùng Gia Kiệm Dốc Mơ này các bạn. Mình nghe nói ở trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi hôm nay có lễ dùng cầu nguyện cho các thánh tử đạo Việt Nam. Lượng người có thể lên tới mấy chục ngàn người. Cho nên hôm nay mình đến để mình quay phim cho các bạn xem nhá. Hiện nay mình đi quên chỗ xứ Bạch Lâm rồi, đang lên Dốc Mơ rồi đi vào trong núi Cúi các bạn nhá. Mời các bạn theo mình nhá. Chưa gì thì mình đã thấy là ngoài đường có vẻ như là hơi đông đông khác bình thường, cùng đổ về xứ Dốc Mơ để vào núi Cúi các bạn. Dự đoán đây là những người sẽ đi dự lễ này, chuẩn bị tí nữa khi vào trong là sẽ bị kẹt xe rất là nhiều. Đây là khu vực Dốc Mơ các bạn. Mình đang là quẹo qua đường để vào lối dòng Hồng Tiên. Để vào được núi Cúi thì có rất là nhiều con đường. Mình đi đây là lối Hồng Tiên rồi mình đi vòng vào trong qua cái khu vực Dốc Mơ rồi mình sẽ kẹo phải để đến trung tâm Hành Hương núi Cúi các bạn. Rồi hết con đường Hồng Tiên rồi, giờ mình sẽ gặp con đường Suối Reo Thanh Bình. Tức là đường đi vào trong giáo xứ Thanh Bình ở trong. Mình đi theo con đường này để tới một khúc ngã ba phía trước kia. Mình sẽ kẹo tay phải để vào trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Rồi, ngay chỗ ngã ba này là đường quẹo vào núi Cúi đây các bạn này. Kẹo tay phải. Đằng trước đã thấy có mấy người ngồi căn rồi. Đi trật tự này kia rồi các bạn. Rồi, dọc theo những con đường này mình thấy rất là nhiều người đứng để giữ trật tự hoặc là giúp đỡ những người đi lễ. Rồi, chắc mình gửi xe ở đây đi chung. Rồi, đây phải gửi xe rồi. Trời ơi, đi vào trong này dùng chưa gửi xe rồi. Rất là nhiều. Ở đây có bàn hỗ trợ này, những người nào khó đi thì có ăn ăn chở đi luôn. Có bàn hỗ trợ Honda, ai mà đi bộ khó khăn thì có người chở luôn. Đây có trạm trung chuyển đông lắm. Ở đây còn có một cái xe cứu hỏa của nhà nước các bạn này.
để hỗ trợ trong thời gian cần thiết này. Ở đây có hỗ trợ một cái xe quân sự, chắc là của nhà mạng Viettel các bạn này, hỗ trợ phát sóng các bạn này. Đấy, có luôn một cái trạm phát sóng. Có bác phát khẩu trang miễn phí luôn này. Ai chưa có khẩu trang là bác phát luôn. Bạn này, ở đây có những người phát khẩu trang miễn phí luôn. Nếu mà ai chưa có khẩu trang thì được phát một cái khẩu trang luôn. Mọi người đều có khẩu trang mà khi mà vào tham dự thánh lễ này. Anh ơi, bác ơi, bác ơi, nước này được phát miễn phí luôn hả bác? À đây, rồi nước dùng để phát miễn phí cho mọi người, ai cần thì cái việc lấy. À đây là cái trạm dừng chân để nghỉ đấy, à nghỉ ngơi trước khi vào trong khu vực làm thánh lễ. Đây các bạn xem quang cảnh này, có tòa nhà rất là cao đang xây các bạn kìa, sắp hình thành rồi. Mọi người vẫn đang đổ về trung tâm nơi mà làm lễ nè. Đây còn có các cái khu dành cho những người cần đi vệ sinh các bạn. Bên nam bên nữ đều có nước riêng luôn. Đấy, khu này giá chiến luôn. Có nhà vệ sinh luôn. Rồi, xa xa kia là có rất là nhiều những cái dù nổi lên. Đấy, bởi vì hiện nay là 4 giờ chiều, trời còn đang rất là nắng cho nên là mọi người đi lễ đều có dù, các bạn thấy rất là nhiều dù. Đây còn nhiều nước lắm ạ. Đây, rất là nhiều nước. Đấy, có ăn đứng phát nước cho mọi người là có vẻ là đang ế lắm. Cái nếu mà lăn không phát mệt lấy cổ. Khi còn những người khi biết ơn, khi cho tặng hạ, khi từ bỏ chuyện gì, khi cho tặng hạ. Không cắt rồi, tí nữa. Chờ cuối cuối lại làm chuyến nữa hết pin. À, không có chỗ xe. Ở đây có điện luôn rồi. Ở đây em thấy cả cái xe của quân đội xe mang vượt theo ấy. Hoàng quân giáo phận công lập tăng cụ về núi của mẹ, thi hành ngày giá phận. Để tạ ơn và những dân linh Chúa từng con cháu giáo phận cũng như chương trình nhiệm vụ năm phục vụ 2020-2021 nhằm thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa mạnh mẽ trên đường lòng Chúa thương xót mà tiến đến để mức trọn lành. Xin Chúa ban cho mẹ đặc ân vô những linh tội để chuẩn bị mẹ đón nhận vui lời nhập thể là Đức Kitô, đứng là miệng thân lòng thương xót của Thiên Chúa đã đến cứu chuộc và đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa hàng sống. Chiều nay dưới một thế giới đang có quá nhiều sự dữ, lời dụ đe dối trá luôn dụ dỗ nghiền nát chúng ta với sức mạnh tàn bạo và khủng khiếp của nó. Nhiều lúc làm đời ta điên đảo mất định hướng, chúng ta hãy đi vào sâu mặt lòng mình, gặp đến yêu tôi, đến trước của tôi, tha thứ xin người cho chúng ta cảm sâu thân phận tội lỗi hay là không thể sống một đời ý nghĩa bình an nếu không có Chúa. Xin Chúa làm cho chúng ta biết kinh ngạc thấy quá thương chúng ta quá đỗi, người luôn ở với chúng ta, thúc bách lòng chúng ta tin tưởng gieo trọn đời mình, gia đình mình vào vòng tay xót thương của Chúa, để bàn tay Chúa cầm chắc đời ta, dẫn chúng ta an vui bước đi trên đường.
ban cho anh chị em thời gian ăn năn tội thật, làm việc đền tội kết quả, được lòng biết luôn luôn sám hối và cải đổi đời sống, được yên vững làm các việc lành. Và khi đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em, thì xin người dẫn anh chị em vào cõi trường sinh. Của những người mà các cha cho các giáo dân rước lễ đấy các bạn. Mỗi một anh cầm đèn thì đi theo một cha để soi cho rõ, tại vì trời tối rồi, soi cho rõ để nhận rước lễ này các bạn này. Các bạn thấy nhiều không? Nên các ngày đi rước lễ không cả 100 ngày ấy, các người phụ rước lễ nữa. Đấy, cứ một anh phụ giúp lễ thì cầm theo một cái đèn, hai anh cầm theo một cái đèn để soi sáng cho các cha rước, cho giáo dân rước lễ.
cơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết. Người hiền làm đá chuộc trần gian. Chào mọi người nè. Bây giờ mọi người trong trung tâm hành hương đây đang rước lễ để rước mình thánh Chúa. Sau đó mọi người sẽ đi về. Lượng người đi về hôm nay sẽ rất là đông cho nên sẽ kẹt xe. Mình cũng xin kết thúc cuốn phim ở đây và để mình chuẩn bị dự cái lễ cuối các bạn nhé. Mình chào tất cả mọi người và các bạn đã xem video của mình. Nếu có điều kiện mọi người hãy nhấn like và đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.